Chào em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta cách sử dụng Casio để tìm giải phương trình logarit và bất phương trình logarit. Đây là những cái bài mà phương trình logarit và bất phương trình logarit mà có một bạn đã nhắn tin hỏi thầy. Thầy nhân tiện làm video hướng dẫn cho bạn và up lên kênh để cho các em bạn nào chưa biết thì chúng ta có thể theo dõi và xem luôn. Thế thì thực tế thì cái dạng này, cái câu số 32, câu số 33, 34, 35 này nó là một cái dạng thôi, ta chỉ biết bấm một câu là các câu khác ta bấm tương tự. Đó. Thế còn câu 36 là đến 36 và 7 là liên quan đến bất phương trình. Thì thực ra bất phương trình chúng ta có thể sử dụng đấy, giống như phương trình hoặc chúng ta có sử dụng thi bổ cũng được. Đấy. Ở đây chúng ta sử dụng hai chức năng là can hoặc là thi bổ. Ta sẽ làm được như vậy. Rất là dễ, là không có gì khó khăn cả. Thế thì nếu bạn nào muốn học Casio và kết hợp tự luận thì hãy inbox để đăng ký thầy, thầy có một khóa học Casio kết hợp tự luận. Thì chúng ta sẽ được học từ cơ bản để nâng cao liên quan khóa Casio này. Ok. Thế bây giờ thầy sẽ hướng dẫn ta một câu thôi nhá. Trong trường hợp câu 32, 33, 34, 35 nó cùng một dạng, thầy sẽ hướng dẫn ta câu 32 thôi. Đấy. Thế ta bấm thôi, bấm câu 32 là loga này. Cơ số 2 của x cộng 1. Rồi. Cộng 1 bên ngoài. Chúng ta chuyển vế sang bên này, chuyển vế sang trừ loga cơ số 2 của 3x trừ 1. Đó. Thế đến đây thì chúng ta trong trường hợp này nó có nghiệm cụ thể rồi đây này. Chúng ta một là ta can bốn cái đáp án này hoặc ta ship can, tức là ta nghiệm trực tiếp. Thế thì can thì ta sẽ thay cái giá trị này vào đây, vào cái biểu thức này. Đó, ví dụ thầy trong trường hợp này nhá, thầy sẽ dùng can này. Rồi ta sẽ can đáp án A trước này, can x bằng 1 là 1 này. Không bằng 0 đúng không? Không phải là nghiệm. Can x bằng 2 cũng không bằng 0, không phải là nghiệm. Can x bằng trừ 1 báo lỗi, tức là thằng này không thỏa mãn điều kiện nó, đúng không? Đấy, lấy lại biểu thức can x bằng 3 chắc chắn là nghiệm rồi. Đó, bằng 0, vậy ta khoanh vào 3 thôi. Đó, khoanh vào 3. Bây giờ đáp án D. Rồi, ok, đấy là cách thứ nhất. Cách hai chúng ta sẽ thử xem là ta ship can nó được không. Ship can, ví dụ như trong trường hợp này mình cho x bằng 2 đi chẳng hạn, ví dụ thế. Đó, cũng ra ngay, được chưa? Đó, ship can nó ra ngay. Đây là hai cách. Thì trong trường hợp là câu số 32, 33, 34, 35 là giống nhau. Ví dụ như thầy sẽ làm câu 34 là ship can hay 35 đi nha. 35 ship can xem như nào. Loga cơ số 3 của 3 đây 2x cộng 1. Và rồi chúng ta sẽ trừ đi 1. Rồi trừ đi loga cơ số 3 x trừ 1. Rồi ok. Thì đến đây ta sẽ ship can này. X, ví dụ như x cứ cho là thỏa mãn điều kiện nên là bằng 3 đi. 3. Bằng 3 luôn đấy, đúng không? Đó, x bằng 4, vậy 4 đây, đáp án A luôn. Thế nhỉ? Câu số 3 bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, đáp án A luôn. Đấy, câu 35 mình đang làm câu 35 mà. Đó, cũng rất là nhanh thôi, ship can rất là nhanh. Rồi, đấy là phương trình. Thế còn bất phương trình câu 36 thì sao đây? 36 ở đây chúng ta sẽ có hai cách, cách nhất là can hoặc là chúng ta đưa với table cũng được thôi. Đó. Đưa table thì chúng ta sẽ đưa cái dạng là chúng ta ở đây chúng ta sẽ có cái đưa vào thằng fx này. Thì ta sẽ cái thằng fx này, nhập cái thằng này là thằng fx. Fx bằng cái gì? Bằng loga cơ số 3 của 13 trừ đi x bình. Đó. Rồi lớn hơn bằng 2, tức là chuyển 2 ra đây thì chúng ta sẽ lớn bằng 0. Tức là fx lớn hơn 0 thì ta sẽ lấy nghiệm. À, nó là tập nghiệm. Còn nhỏ hơn 0 hoặc là không xác định ý, tức là nó báo lỗi thì chúng ta thấy bỏ qua. Ok, thì ta sẽ nhập này. Trong trường hợp này ta sẽ 1, 8. Ví dụ thế, nhập loga cơ số 3 của 13 trừ đi x bình. Rồi, ra trừ 2 bằng. Chúng ta nhìn đây từ trừ vô cùng nhưng có rất là nhiều cái giá trị đây, chúng ta thấy là nó
từ 02 rồi trừ 2 đúng không? Thì mình cứ cho từ trừ 3 đi. Trừ 3 nhá. Trừ 3 cho đến 3. Đến 3, được chưa? Mình sẽ cho một cái giải như này. Từ cái giá trị vì nó chúng ta thấy là trừ 2 này đến 2 này, xong đây lại không nữa. Đó, ok. Mình trong trường hợp này chúng ta lấy 0,25 đi. 0,25. Đó, bằng theo nó. Rồi, ok. Thế bây giờ thằng nào mà gì? À, thằng nào mà âm là chúng ta lấy này. À, thằng nào là dương chúng ta lấy này, thằng âm bỏ này. Đó, ví dụ thằng này. Chúng ta là âm bỏ đây. Được nhỉ? Rồi, bắt đầu từ thằng là thằng trừ 2 là bằng 0. Trừ 2 bằng 0 thì lớn bằng 0. Rồi, ok, chúng ta thấy bằng 0 này. 2 là dương nha. Vậy từ trừ 2, x bằng trừ 2 này. Chúng ta có lớn bằng 0 này. Đó, được nhỉ? Rồi, tiếp tục cho đến mấy? Đây, nó vẫn thì vẫn dương. Vẫn dương. Đó, đến 2 thì nó lại bằng 0 này. Ở bên ngoài này nó gì? Nó âm. Thì chưa nhỉ? Nó âm. Vậy thì chúng ta thấy ngay là đáp án chúng ta sẽ là đáp án D này. Đáp án D. Đó. Thế còn chúng ta có cái cách khác chúng ta sẽ can. Tuy nhiên thì thực ra chúng ta sẽ nhìn cái điều kiện này chúng ta sẽ thấy rằng là đáp án A là đương nhiên nó loại ngay bởi vì chúng ta thấy là 13 trừ x bình nó phải lớn hơn 0. À, lớn hơn 0 thì chúng ta thấy là không bao giờ có đáp án A cả. Đáp án B cũng bỏ. Vậy chỉ có C với D thôi. Đấy chúng ta có thể dùng theo hướng kết hợp. Hoặc là chúng ta thấy là như này. Bấm máy thôi, chúng ta sẽ bấm máy can, đúng không? Đây chúng ta có thể là biểu thức để can này. 13 trừ đi x bình. Rồi chúng ta trừ 2. Đó. Thế bây giờ mình can giá trị nghiệm, giả sử đây mình cứ cho cái giá trị là lớn hơn ví dụ như cho trừ 10 đi. Kiểu can trừ 10. Trừ 10 thì nó có thỏa mãn không? Đấy. Nếu trừ 10 mà nó dương, kết quả là ra dương, đúng không? Thì chúng ta thấy là gì? À, khả năng là sẽ đáp án A hoặc đáp án gì? B, được chưa? Đó. Vì bỏ luôn, đúng không? Vậy thì tức là chúng ta sẽ đáp án A và đáp án B bỏ này. B chỉ còn đáp án gì? C và D thôi. C và D thì khác nhau là gì? Một thằng là từ trừ 2 đến 2, một thằng 0 đến 2. Vậy thì mình can trừ 1 đi chẳng hạn. Can trừ 1 sẽ thuộc D. Can trừ 1. Đó, bằng dương thỏa mãn. Vậy thì đương nhiên đáp án D, đáp án C thì không phải rồi. Đấy chưa? Chúng ta sẽ từ cái nếu như can bất phương trình can thì can từ thằng tập to nhất, xong rồi thu nhỏ dần dần. Đấy, để xem để loại trừ đáp án, loại trừ đáp án. Thế nhỉ? Rất là dễ thôi. Đấy, tóm lại là như vậy. À, tuy nhiên thì thầy với những cái bài toán đơn giản, giả sử cái bài này nó là một cái biểu thức rất là phức tạp. Đó, rất phức tạp thì chúng ta nên làm như này. À, Casio còn những trong hợp đơn giản như này, đây là bất phương trình cơ bản thôi. Thì chúng ta nên làm tự luận kết hợp vào thì thầy nghĩ là nó sẽ cũng nhanh thôi chứ không phải lâu. Hoặc ta có thể thì kết hợp tự luận với Casio, tức là ta sẽ loại bỏ đáp án thì ta chỉ cần bấm thôi. Ví dụ này, ở đây bài này chúng ta sẽ là 13 trừ đi x bình. Đó là phải dương. Và chúng ta thấy là cái 13 này chúng ta kết hợp nhá. 13 trừ x bình là phải lớn hơn gì? Lớn hơn 0, lớn hơn 0. Mà thằng này với thằng này là trái dấu vì trong khoảng hai nghiệm, trong khoảng hai nghiệm thì đây nó có hai nghiệm mà thì không bao giờ thôi. Ở đây là ngoài khoảng này, chúng ta nhìn này đây. Đó cộng trừ vô cùng là ngoài khoảng mà trong khoảng thì không bao giờ có a và b cả đó, chúng ta chỉ còn c và gì c và d thôi đó. C và d thì ta có thể gì à ta có thể Casio luôn đấy, chúng ta chỉ cần một bấm một lần nữa là xong đấy, rất là nhanh không phải tính toán nhiều. Ok rồi thì đấy là cái video liên quan đến Casio thì nhân tiện có một bạn hỏi thầy à, thầy cũng hướng dẫn luôn cho ông ta à, và các bạn nào có nhu cầu đăng ký khóa học Casio kết hợp tự luận từ cơ bản đến nâng cao thì sẽ inbox đăng ký với thầy nha. Ok rồi video của thầy đến đây kết thúc, cảm ơn các em.